Vì sao Từ Dương trải qua 10 vạn năm vẫn không cách nào đột phá luyện khí? Đối với người bình thường tới nói, luyện khí chỉ cần 9 tầng liền có thể trúc cơ, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhiều lắm là 10 tầng viên mãn để làm chắc cơ sở. Mà Từ Dương thì sao? Hắn bị vây ở luyện khí 10 vạn năm, luyện ra được 9.999 tầng. Người thành công luôn có lối đi riêng, Từ Dương tu luyện khác biệt với người khác. Nếu như tu luyện truyền thống chính là tiên, vậy Từ Dương luyện chính là thế giới chi đạo. Hắn tại luyện khí lắng đọng 10 vạn năm, từ đầu đến cuối không thể đột phá, là bởi vì hắn chỉ biết tích lũy, lại không biết kế tiếp làm như thế nào. Trong khoảng thời gian 10 vạn năm, Từ Dương luôn hấp thụ thiên địa bản nguyên, không ngừng gia tăng tích lũy, hy vọng lượng biến có thể gây ra chất biến. Mặc dù lượng tích lũy rất nhiều, có thể giúp Từ Dương trở nên gần như vô địch, mặt ngoài tuy rằng luyện khí, lại có thể miểu sát Kim Đan Nguyên Anh, nhưng cảnh giới vẫn không thể đột phá. Để đột phá bước cuối cùng, Từ Dương được Phượng Hoàng tộc đại năng chỉ điểm, tại trong xương mù tìm được phương hướng. Một tầng cuối cùng, muốn Từ Dương cầu được phản pháp quy chân, đem tất cả tích lũy tại trong tâm hải trả về thiên địa, diễn hóa một cái thế giới chân thật. Trong thế giới này, ta chính là chúa tể, hết thảy đều do ta thiết lập, tay phân âm dương trưởng càn khôn, niệm phun chân ngôn, nhất niệm sinh vạn vật. Thời điểm thế giới này bắt đầu vận chuyển, hắn liền đạt tới điểm cuối cùng luyện khí, đồng thời đây cũng chỉ là nền móng để đi xa hơn, làm sao để thế giới này hướng tới hoàn mỹ, còn cần hắn chậm rãi thăm dò.